Anh yêu mọi người rất là nhiều. Tôi sẽ Catinat tài trợ của anh đấy. Mọi người xe lên dùng tôi nha. Xe lên bà dùng tôi. À lộn, xe lên chương trình dùng tôi nha mọi người. Anh Đức đang vào nhà vệ sinh một ôm mặt khóc nha mọi người, đừng hỏi nữa. Đợi khóc xong bây giờ anh Đức ra nhá. Mọi người trong lúc này thì mọi người có thể mở song song bài ảo tập đấy. Mọi người hứa sẽ bảo tập đấy 10 lần xem chưa? À, nghe hết bài ảo tập đấy là Đức sẽ ra. Đã xem MV. Em khóc quá trời rồi, để mà để gì. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ mọi người yêu thương tôi, mọi người share thêm ở trên bỏ bỏ nữa. Share thêm cho tôi nha mọi người. Hết của con vậy rồi. Cô đi khoái. Rồi. Hello. Xin lỗi mọi người, để mọi người khóc nha. Hú hồn nữa chị. Chị khóc có mệt không kìa? Chắc mệt không? Chị mệt lắm. Nè xì mũi đi. Nãy giờ em xì rồi đó. Nó nhét giấy vào mũi luôn mà nó xì không được. Mẹ lúc nào 4, 3, 9, 2, 10 kg là nước mũi rồi đó mọi người. Anh có. Tao có 39 kg rồi. 4, 3, 9 kg rồi. 38 kg rồi. 38 kg rồi. Nước qua nó tan tan gì luôn á. Ủa nó về em buồn kinh khủng luôn. Đi xe từ 12 giờ 9 mẹ em buồn miết luôn á. Phải làm được. Đây rồi. Một tháng 10 ngày, 1 tháng 9 ngày. Thật đó? Ờ, 1 tháng 9 ngày. Có hơn tháng không? Mình quay vào ngày 10. Ờ, ngày 10. 19, 1 tháng 9 ngày. 500 ngàn lượt thích tôi kìa. Em ơi, kinh nhở. 500 ngàn lượt thích, hai người ôm nhau đi. Để bà đi, bà lại chuyên ra đi luôn á. Điêu ơi, Fanny điêu tiếp kìa mọi người ơi. Nha mọi người ơi, tôi đi rồi đó. 500 ngàn lượt thích là âm nhau. Hai bà biết gì không? Đã ngay lúc này đem áo lên cho so ra đây. Thôi, chúng tôi là một người lương thiện. Người không có lấy gọi là danh nghĩa bạn bè để quảng cáo. Sao lát nữa cũng vậy nhưng mà nói chiếu nha. Ê, nhưng mà nói chung là cũng nó đang giảm giá. Áo này là so trong nhỏ hàng của tôi nha mọi người. Thông cảm chút nha, để cướp sóng Luna Lê Đức cái coi. Nói chung là cũng đang giảm giá. Kịch sàn 10k rồi kìa. Ui 10k rồi. Mọi người vào xem 10 lần em đi ảo thật đấy nhá. Được không cô đi? Được không? YouTube của Dinamo Official nha mọi người. Yes. Mọi người xem giúp comment là từ like Luna Mai cho mọi người. Tự nhiên mai bài ảo thật đấy lên tốt cho Ninh nhở. Sốc luôn. Thế mày ảo. Đúng là ảo thật đấy luôn. Đó là ảo rồi đấy. Mọi người ơi. Mọi người alo. Alo nghe không? Ba mở bên áo kìa. Sao mà dừng được livestream à? Mình đang có view mà. Alo mọi người ơi. Ê, alo. Alo. Mọi người ơi, áo dinosaur trong giỏ hàng của Fanny nha, Y Phụng Trần nha mọi người. Không, giỏ hàng của mình cũng có. Giỏ hàng của Luna cũng có áo dinosaur ơi. Mọi người ạ. Mọi người nhớ vô mua áo nha mọi người. Mua áo đi để mặc cặp chung với lại Luna Lê Đức. Quá đã luôn. OTB real không? Cũng real lắm. Ôi. Trả kèo dùm cái nha. 600 ngàn rồi. Ui, rồi mới 200 ngàn. 2, 3.
ôm ấy. Wow. Ôm ấy. Ôm cái nhẹ thôi, ôm cái nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Ôm. Ôm vô. Ôm. Lên, để tôi ra điều tiếp cho mọi người nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Như đó rồi. Chấm hết rồi đúng không? Ôi trời ơi. Như đó rồi. Anh Hình chị này đã cũ lừa hổm rồi. Trời ơi, tôi mệt lắm luôn á mọi người. Tôi phải giả tạo á. Tôi kêu kêu Trung Huy hoài. Quá mệt. Tội nghiệp Trung Huy quá trời. Tự nhiên chắc tí phải xin lỗi Trung Huy đây luôn. Trung Huy bảo trời. Trung Huy hắc xì nhiều lắm luôn á. Xin lỗi đi. Hả? Ồ. Bây giờ mọi người muốn điều gì? À, không, một triệu ít lắm. 2 triệu. Nhìn mặt anh meeting gian quá kìa. Gian thiệt đó mọi người. Thôi được rồi, bây giờ tôi có một deal này. Bây giờ 10 triệu team thì anh Lê Đức với chị Luna sẽ có bài hát tặng mọi người. À, ok. Còn nếu không thì thôi. Ui, bây giờ là đang 12.600 người xem. Mọi người ơi, nếu mà 2 triệu team thì làm gì giờ? 2 triệu team thì thôi nắm tay nhau đi, nắm tay nhau không có hung cái gì rẻ hết trơn á. Hai triệu team mới, thì mới like đi. Người ta mới ấy à, cái 2 triệu team off à. Off à. Anh là sự. Offline là offline luôn á. Off cái like này á. Nha mọi người, không chán được mọi người ơi. Mới quá. Hung quá. Hai đứa nhỏ nó mới đó mọi người. Nó mới tình nè. Không giống được đâu. 13 anh giới thiệu ảo thật đấy đi. Chú Tiên á, xin giới thiệu mọi người là MV ảo tôi để trên kênh YouTube của Nina Bỏ. Cái thứ hai là bây giờ đây mà 2 triệu YouTuber. Kênh YouTuber của Nina Bỏ Official đó. Bây giờ bỏ rồi Dũng đi, vừa là nói xong rồi. Cái vụ thứ hai là bây giờ 1 triệu mốt đúng không? Bây giờ 2 triệu tôi không lên đất ok không? 20 triệu. Anh vừa nói 2 triệu rồi anh Biểu, anh đừng có vậy, không có tùng. Trời ơi. Ok, 2 triệu nha. 2 triệu 3 rồi thôi. 14.000 rồi đúng không? Ê hun phải, hun là phải hun mui nha. Ê, đây tôi xin giới thiệu sau màn tỏ tình thì đây là Tiểu Tam nhá. Gà xanh. Nào có. Gà xanh. Nói chung là mới tỏ tình xong mới bắt tay nhau về xong thì đây là con gà xanh rồi. Tôi mét mọi người nghe hôm bữa đi Phan Thiết là anh là đợt đó là tôi là quay xong cái tập đó rồi, nhưng mà đi ra Phan Thiết đó là anh Phiệu anh vẫn nó khăng khăng kiểu muốn chỉ muốn giữ anh Đức cho riêng ảnh thôi, lúc nào cũng Đức 24/24 ở cùng với anh Phiệu. Bây giờ mà đi kiếm anh Đức ở đâu là tìm anh Phiệu, phát là biết anh Đức ở đó nha mọi người. Đó, nói chung là tại nên mua cái chiếc máy thông tình bạn rồi. Ghê lắm mọi người ơi, tôi cũng không biết là âm mưu gì nữa. 1,9 triệu. Rồi, chị ơi kìa. Chuẩn bị Dẹp giấu đi. Không thần nào quá. Ông Thần ơi. Không ngu nào mà cái ngu nào á. Anh Phiệu ơi. Một đây. Xâm cộng rồi nè. Một đây. 2 triệu chưa? 2 triệu mốt rồi. 2 triệu mốt rồi trả kèo. Ok, tôi trả kèo nha mọi người. Nhanh lên. Đi qua đó nhanh lên. Hú lên mọi người ơi. Ôi anh Phiệu chủ động rồi. Anh Phiệu chủ động rồi. Bình thường anh cũng là người chủ động mà. Chậm cho xong rồi thôi. Nhưng mà tại vì cái hôm Phan Thiết là chúng tôi đã có cái deal với nhau rồi. Tại vì mấy ngày đó là Luna không được ở gần anh Đức, chỉ có tôi mới ở gần Đức thôi. Nói chung là anh em cũng nói gì với nhau. Cái bây giờ anh Đức Luna có là gì đó. Thì giờ chứ mấy thông tin bạn đó mà Luna đi Đức có là gì nữa thì hai anh em tôi vẫn là chi kỷ không? Bây giờ hôn xuống bên xuống, đầu xuống bên đầu. Đúng rồi. Cùng với chúc mừng nha. Hôn mã mấy bạn kêu hôn mã nè. Thôi mấy bạn đòi hôn mã kỳ quá. Tại vì anh điêu mà anh phải không? Nhưng mà anh đưa là kêu hôn mày nói hôn đâu. Thôi điêu đại để hôn đại đi. Mấy bạn kêu 2,3 triệu rồi đúng không mọi người? Anh ấy quá trời. Mấy bạn thì thấy rồi chỉ có mã hôn. Ok. Chúng là cô đi luôn có vị trí trong là mấy bạn có vị trí. Mấy bạn đang chửi á. Mấy bạn đang chửi má. Mọi người biết chuyện gì không? Tức là cái hôm đó thực ra thì anh Phiệu anh Thịnh anh có nói với tôi là hôm đó hai cái má hồng của anh mày không chùi đi á là cái vị trí đứng trên đó là của anh Phiệu. Đúng rồi. Chứ không phải là của tôi. Mọi người hiểu không? Đây được chia sẻ rõ này câu chuyện ra. Đó, ngày cái ngày hôm đó là team make up một cái bạn make up nào đó mới bạn mắc cho tôi là hai cái đánh hai cái khối là dạy cuối này nè đó.
Hôm đó mà tôi không bôi cái đó là tôi là người lên đó ngồi. Chứ Luna không có cửa ngồi ở đó, tôi là bếp. Tôi thành cô dâu rồi. Là ngày hôm đó là tôi đi lên, tôi về cái tôi không ai lấy mất cái đầm. Hả? Đúng rồi, ai lấy mất cái đầm của bé đó thì tôi không biết. Cái đầm của mẹ. Nói chung là đó, tôi nói mình nghe vậy thôi. Em biết cái đầm đó ai mặc rồi. Bina. À, chắc vậy đó. Thì đó. Nói chung là tính nói gì quên bả rồi. À không. Nếu mà tôi lên đó ngồi á là tôi sẽ đi về liền luôn. Tôi không để quý vị mà thấp thỏm như nãy giờ. Thôi nãy giờ tôi thấp thỏm. Tôi không muốn để cho quý vị mà căng thẳng như nãy giờ đâu. Tôi thấy quý vị căng thẳng tôi cũng buồn lắm, bởi vì tôi mới kêu là quý vị lên coi ảo thực đấy trên Kudina Võ Official để cho quý vị giải tỏa căng thẳng. Chỉ vậy thôi nha, nói chung là mấy bạn ra deal về 5 triệu hôn môi thôi Đức. Chuyện chuyện xui rủi may mắn gì đó thì nói chung là cầm này về cũng may mắn rồi. Mọi người chúc mừng đi nha. À, chúc mừng đi. Yeah. Triệu kìa, ôm 10 giây kìa. Đây. Ai ôm ai thì tôi không biết. 30 đất hôn nè kìa. Thôi không, nhưng mấy nó nhỏ lắm. Chưa được hôn đâu rồi. Chưa được hôn. Ai cho mà hôn? Ai cho? Nắm tay còn chưa được nữa. Nghĩ sao vậy? Trời, bệnh Ni bà giữ tôi lắm mọi người. Đúng rồi. Ni giờ không có, Ni kêu là bây giờ là anh Đức mà muốn gì là phải xin phép Ni đã. Dẹp hơn trên hình là sao, là ốm hơn hả? Dẹp hơn trên hình. Hello mọi người. Đi tiếp đi kìa, 5 triệu làm gì đi. Đưa anh Đức một chút chưa được hôn đâu mọi người. Nựng má đi, nựng má đi. Được. Nựng má đi, tôi thấy cái công ty đó rồi. 5 triệu đi mọi người, nựng má nhau. Hai đứa nhỏ đó nựng má nhau được chưa? Nựng má này nha. Đó, sao anh nựng má trước vậy? Ý là nựng má hay kia mà. Hai đứa nhỏ nó nựng nhau. 5 triệu đi mọi người, 5 triệu hai đứa nhỏ nó nựng nựng má nhau nha. Thật là dễ thương, ok, cảm ơn. Đúng không Thịnh? Đúng. Đúng là mấy người mới yêu. Hai đứa mới yêu đây đó. Nựng được rồi. Mới nựng demo cho rồi đó. 5 triệu, chốt deal mà là EAW á. Deal. Bây giờ là 3 triệu 3 team. 4 triệu. Không, dễ lắm anh. Gì vậy? Vậy đây em phụng 5 triệu rồi. Rồi. Nhưng mà trước 4 triệu chứ đã. Sao? 4 triệu. Em phụng sẽ lấy cái răng của Vũ Thịnh ra cho mọi người coi. Ok không? Nghe sợ chứ vậy. Ê, 3 triệu rưỡi rồi cô đi. 3 triệu rưỡi rồi hả? Thôi đừng. Bây giờ 3 triệu rưỡi rồi nè, lấy cái răng ra đi. Không lấy được, răng giả mắc lắm. Không lấy cái mấy chục triệu một cái đó mọi người, nó chưa không ổn đâu. Nói chứ gì nó vui vẻ thôi được rồi. Vậy ok chứ. Đó nha. Nè. Mắc lắm mọi người, không được đâu. 5 triệu đi nhanh lên. 5 triệu đi, hai đứa nhỏ nựng má nhau nè. Thôi bây giờ hỏi cảm xúc mọi người đi, mọi người vừa xem tập mình ấy như nào. Tôi ngồi dưới mà còn hồi hộp mà cũng mọi người coi. Đúng rồi, mọi người tôi mới đăng clip TikTok á, mọi người nhớ qua coi nha. Tôi đó nha, tôi đang hội trường á nha. Nói tên cái TikTok là cái gì? Kênh TikTok của tôi là Y Phụng Trần nha mọi người, là Fanny Trần, mọi người search nào nó cũng ra. Và kênh Vũ Thịnh nha mọi người. Đó, 4 triệu. Rồi, gần 5 triệu mới tính, 5 triệu hai đứa nhỏ mới nựng má nhau nha. Hai đứa nhỏ, thế nhỏ gì? Hai đứa nhỏ nựng má nha. À, nựng má hết hồn. Những cái gì á, xin lỗi đi. Xin lỗi đi. À, nghe đó. Rồi, ok, 20.000 view rồi, trả lại cho chủ nha. À, nhớ qua coi clip TikTok mới của mình nha, có Luna Đa Đức Bển đó mọi người. Kênh Y Phụng Trần với kênh Vũ Thịnh nha. Bọn mình hết làm thuyền trưởng rồi, bây giờ chúng mình làm gọi là trưởng, ba mẹ cô trưởng đoàn búng phim nhá. Ok, 4.7 rồi nha, chuẩn bị hai nhỏ nựng má nhau nha, 20.000 view nè. Đúng rồi. Cảm ơn mọi người, đã xem, cảm ơn mọi người đã yêu quý hai đứa. Rồi, 5 triệu. Tùng Hương có đi không? Không biết, hôm nay Tùng Hương không có ở đây cho mọi người. Tùng Hương đánh lẻ rồi mọi người. 5 triệu rồi. Anh đựng má, anh lấy tay gì vậy? Đựng má nhau, đựng má nhau. Đựng má. Anh đựng sao ra đau, đau đánh. Ok đúng không mọi người? Đựng má. Đừng má vậy được rồi. Mấy đứa nhỏ không hôn nhau được đâu mọi người ơi, còn nít lắm. Cứ hôn rồi. Còn tôi nói rồi, tôi đã nói rồi là hôm nay chị Hương mất tích, là chị Hương bị dị ứng. Tự dưng có người lo lắng quá xong cái cũng biến mất luôn rồi. Gọi không mất máy luôn, lặng luôn. Chắc mà mình đã chim chị xuống đi.
chung cái người đó không biết ổng có nghĩa gì mất tích à. Nói chung là tôi chỉ nói vậy. Tê ở đầu á. Nói chung là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không, mình không có nói là Tùng qua nhà. Chết rồi. Không được. Chết rồi, đông người quá. Ở đó phải cắt ở đó. Đông người mà phải tin rồi. Xin lỗi. 21.000 rồi kìa. 21.000 rồi. Chết rồi mọi người, như này sao dám tắt like. Like lên thanh mai nha. Like lên thanh mai. Bây giờ phải kêu mọi người chiều mai mà có like chứ rồi. À mọi người ơi, chiều mai lúc 4 giờ chiều thì tụi mình sẽ livestream ở rất nhiều phương tiện truyền thông. Ghê. Nói đùa chứ mình like trên lớp học không ta hay like ở đâu ta? Like đâu vậy trời? Like đâu vậy? Mai hả? Mai là trên kênh của lớp học. Mai like trên kênh của lớp học nha mọi người. Không nói đâu, bí mật đó. Tôi không có nói nghe, tôi nói nhỏ nhỏ thôi á. Ngày mai không phải chỉ có mình hai đứa tôi đâu, còn có chị Hương, có chị Fanny với lại anh Vũ Chịn nữa. Là lúc nào lại lúc đó chị chưa? 4:30 thôi. 4 giờ like rồi, 4 giờ like đi chị ơi. Chị nói câu đấy là từ lúc 6 giờ. Tại vì 6 giờ mới lên tới. Không có. Thì mình nói một người like lúc 4 giờ, người like lúc 4:30. Chị ơi em xem không full được. Mọi người có thể lên là không, phải nói to lên cho ta nghe được không? Nói gì mà nhỏ xíu vậy? Ừ. Vậy điện thoại á. Rồi nghe gì mọi người ơi. Anh Đức nói nhỏ quá đây, anh nói to nha. Xoa đầu đi ạ. điều tiếp 7 triệu. Nhớ nhớ là 10 triệu là làm MV luôn nha. Ui 5 triệu rồi đó. Anh chỉ là em khóc luôn, xin lỗi mọi người vì được mọi người khóc, nhưng mà cảm xúc mà. Nãy tụi mình cũng khóc ơ mọi người. Tuần sau có ra lớp học hoàn mỹ không ạ? Có. Thôi được rồi, tôi có một cái deal này hay lắm. Sao? Tôi deal ở đây tôi gài. Nếu mà bây giờ 7 triệu team thì chúng tôi sẽ mời Luna và Lê Đức đóng MV. Wow, tuyệt vời. 7 triệu team chúng tôi sẽ mời Luna và Lê Đức đóng MV nhá. Không có cái được, có sếp, của tôi đây rồi, đấy chị quản lý tôi đây rồi. Chị quản lý xác nhận nha. Đấy, 7 triệu team là tôi mời luôn. Được chưa? Bao nhiêu tiền tôi cũng mời, bởi vì là sếp trả tiền. Sếp trả tiền. Ok chưa? Trả tiền mà mọi người. 7 triệu nhá, tôi làm MV của Luna Lê Đức. Ủa, anh chị đang là bồi nhau hả? Không, hai đứa tôi là bạn. Em mà MV sướt mướt nha, MV gọi là nó nhiều cái gọi là cái drama cho mọi người coi, được chưa? MV chốt nha. Tôi hứa là có mấy cái chốt xong cái lên 6.2 triệu. Ôi, tôi hứa là có mấy cái cảnh mà nó đi xa khỏi cái tình bạn luôn, ok chưa? Thế tại sao? Là đánh lộn hả? Không, là tao thành chị em rồi đó. Ủa? Hả? Đánh lộn đồ hả? Sao rốt vậy? Chốt yêu rồi kìa. Yêu mà là yêu nhá. Yêu. Anh Hà về. Ngon đây, anh Hà mới ngủ ngon rồi. Ngon nhá. Mọi người vui quá. Mọi người trẻ. Mấy năm rồi dần dần vậy mấy bà. Động quá. Bài chân đốc IDP của anh ạ. Rất nhiều rồi kìa. Xin show đi tiếp. Dạ. Bài lên bài chân đốc IDP của anh ạ. Em đang quay rồi mà. Em đang bé thì quay qua. Anh Thịnh hứa đó nha. Chị ơi. Hứa rồi. Ê, 6 triệu 7 kìa, quá đã đi. Thế rồi. Bây đóng MV thôi, được đóng MV thôi. Mời đóng MV, 7 triệu mời đóng MV. À. Điêu gài. À, điêu gài à. Yeah, 7 triệu. Yeah. Bây giờ hai bạn xác nhận đi, hai bạn có ok không nè? Không. Ôi. Dạ, mọi người xem đi. Cái gì, xác nhận điêu gì? Đóng MV. Không chịu quản lý trừ lương. Đúng rồi, không trả lương. Bán mới khỏi có lương hay không? Đâu á. Các bạn biết làm MV bài gì không? Cái bài mà các bạn mong chờ đó. Ăn tới đấy hả? Không. Ủa? Ủa? Ông phải xin đinh quá. Xin lỗi đi. Cái bài đó nó hát như vậy nè mọi người. Thật ngốc khi ta đã chờ chia tay mà trong tin nhắn còn níu lấy á. Ok, đợi thế nha. Mấy bạn hay comment, thế mấy bạn hay comment ở clip tôi á là bây giờ anh chị ra cái bài mà thật ngốc như ta đã chờ dây tay mà trong tim nó còn nghĩ lấy á, là giờ chuẩn bị có 7 triệu tim rồi, cho nên là Luna Lê Đức chấp đóng MV cho tụi mình nha mọi người. Gài chị hát lại đi, nhanh quá. Thật ngốc người ta đã chờ chia tay mà trong tim nó còn níu lấy. Hát á, cái bài hát á, spoil bài hát á. Cái đó đoạn rap á mọi người, nó hơi nhanh xíu thôi, mọi người không cảm. Mà đặc biệt là cái bài này người viết rất là hot luôn mọi người. Người riết nó hết luôn. Cái bạn mà trong cái team này nè. Trong team anh Phiệu á. Team biến độ kỳ diệu á. Anh kêu tiếp đi kìa. Học đi Thái Lan hả? Thôi.
đúng rồi ạ. Dạ. Hello. Hello. Anh Phiệu cô đơn quá, anh Phiệu không hề cô đơn. Mọi người sao vậy? Anh Phiệu vừa mới hôn anh Minty mà mọi người. Anh Phiệu có anh Minty mà cái gì? Đi mới 8 triệu hai người hôn nhau. 8 triệu tôi 7 triệu rồi. 9 triệu. 9 triệu là anh Phiệu với lại Minty hôn nhau. Không, tôi đồng ý. Mấy bạn chốt điều đi. Ok. Tôi thấy OTP này đáng yêu mà. Không, bây giờ mấy 9 triệu là mấy bạn lên ảo tôi để xem. Tự nhiên thì phát mọi người luôn à. Ê, đang 20.000 người lận á. Giới thiệu chưa? Mỗi người 10 lần thôi. 20.000 người chưa? 20.000 người bao nhiêu rồi? 21 rồi nãy 21. Ủa nãy nhớ có mười mấy ngàn người mà. 21 rồi. Đâu vậy? Đi ơi chửi ơi. Không. Ôi. Napoli official. Bây giờ nói nghe nè. Cũng tối khuya rồi. Tự nhiên cái bì bu vô đây 20.000 người là cái gì? Bây giờ không ấy rảnh quá thì coi MV giùm cái đi, ảo từ đấy cô đi nó bỏ pixel xong rồi quay lại đây coi tiếp cũng được. Thôi bây giờ coi cái này xong đi xong quay lại coi cái kia cũng được. Đúng rồi đó, bây giờ mình coi cái này xong xong rồi đó coi ảo từ đấy cô đi nó bỏ pixel. Mày coi tới tối tới sáng mai luôn là ok đúng không? Cô đi về với em thôi, kể về cái gì tự nhiên đang đây vui mày về. Tự nhiên đang đây vui bắt về. Có mọi người đi xe máy hay đi xe máy? Xe đi ạ. Tình rủ ra mua ly phần đâu. Đi. Anh Phiểu Minty là oh my god. Ờ đúng rồi, oh my god. Xem có đủ xe không? Đi bộ thôi, em đi rồi. Thôi. Đi bộ. Đúng rồi, về ở đây chi? Ủa, là sao? Ủa. Mấy bạn kêu mấy bạn tự nhiên mấy bạn kêu tôi về đi ở đây làm chi? Ủa. Không về, không mấy về tự về tự cài view cho mình đi. Mình không có vui, bây giờ 20.000 người mới vui nè. Đó thì nó bộ bài tán tính lại hồi bữa. Nhân tính hơi 9 triệu, 9 triệu là hôn nhau đó. Đó, cái nói chung là cái hôn nhau đó là tính là bị sai. Có nghĩa là 1.800 người nhân 10.000 với 18.000 thôi. Mình tính lộ mình 18.000. Nhưng mà ngày hôm nay là thông minh nha. Ngày hôm nay là 20.000 người là nhân 10 lên là 200.000 đó. Ờ đúng không ta? Không đúng, có 20.000 thôi. Có 20.000 thôi hả? Ờ có 20.000 thôi nha mọi người. Thì đó 20.000 nhân 10 vẫn 20. Ờ hả? À không, à, hồi nãy tôi tính đúng rồi nhưng mà mấy người lại cứ bắt lú tôi hoài nè quý vị. Thì như vậy đó. Rồi vậy nha, có mọi người thôi trả nè. Tự nhiên mày bắt lú quay quá. Bắt lú hoài. À, nói chung thì đi, mọi người. À, mình nhớ lại là anh Đức livestream để cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã đã ủng hộ tụi mình. À, cũng như là khóc quá trời khóc rồi, quá trời tốn khăn giấy rồi. Thì ngày mai lúc 4 giờ thì tụi mình sẽ livestream trên lớp học quản lý nha mọi người. Tám người và 180.000 bài với mà nói rất tự tin luôn. Cảm ơn mọi người vì đã chị áo trắng hai đứa. Ê, hỏi tôi á bà. TikTok chị áo trắng là cô đi với Vũ Thịnh. Không, TikTok chị áo trắng là gì? Y Phụng Trần. À, Y Phụng Trần. Em khóc sưng mắt. Thôi mọi người khóc sưng mắt thì ngủ sớm, ngày mai dậy xem tiếp. Ngày mai dậy xem tiếp, khóc tiếp. Mọi người nhớ xì thêm cho tôi nha mọi người. Là có bồ rồi. Đang cố gắng để chính thức trở thành bồ. Mà vi ung lên. Vi ung lên nhiều. Hình như bị dính bia. Là của Linh Quỳnh đang á. Nó sẽ cho em chuỗi luôn. 130 comment ăn luôn. Thấy uống không đi? 40.000 view. Để cho nha. Dạ. Bảo trắng cu tê vậy. Người yêu tôi mà cu tê sao? Nói vậy thì phải cầm máy thôi. Các bạn ơi, qua kênh Y Phụng Trần liền. Nhanh lên. Qua kênh Y Phụng Trần. Đây kênh tôi nè mọi người. Qua kênh Y Phụng Trần liền nhanh lên. Tôi mới đăng clip mới. Có Luna và Lê Đức đấy. Chưa hết. Ngoài ra tôi còn có kênh của ủa đâu rồi? Đây là to hả? Không, Vũ Thịnh. Còn kênh của Vũ Thịnh nữa mọi người. Vũ Thịnh The Win. À Vũ Thịnh 1009. Vũ Thịnh 1009 nha mọi người. Thì nói mọi người biết, chúng tôi đẩy thuyền xong rồi. Chúng tôi từ chức cái thuyền trưởng này, chúng tôi sang một hạm đội khác là hạm đội bú phim. Tôi điểm danh người bú phim số 1. Người bú phim số 2. Đây người bú phim. Người bú chuyện cuộc số 3. Người bú phim thứ 4. Bú phim. Đó nên là bây giờ clip nào của chúng tôi cũng sẽ có mặt Luna Lê Đức nhá. Đúng rồi. 9 triệu rồi, trả kèo đi. Hả? Con trai vậy? Nhanh lên đi qua đây. Ơi, nhanh. Bú chuột. Trời ơi, nhanh lên.
nhân tiện có 20.000 người đang xem ở đây, lẹ đi, thể hiện tình cảm của bản thân đi. Chị Hương mình dị ứng rồi mọi người ạ, ở nhà ngủ. Bây giờ tôi mà chưa là Thiên lời hứa là coi MV gầy tôi cho tôi đó, tôi nói rồi đó. Không mà tôi không làm đâu. Bây giờ ok đi, bây giờ ok đi mới làm. Đúng rồi, nếu mà làm thì mình... À xong rồi lên cài MV cho MNT luôn nè. Giới thiệu tên tên MV kênh YouTube là gì? Ai kênh YouTuber? Không. Chỉ mọi người chỉ cần search là sẽ có người tốt hơn là ra rồi, MNT là ra rồi. Thế thôi, không còn kênh. Đó, nói chung là các bạn này là các bạn này Minty hát là rất là hay, các bạn hát này mới này. Nói chung là cái giọng cái giọng hát hơi rất là nhiều. Không, bây giờ đang tả. Không, nghe rồi. Thì Yên Minh là một người bạn. Xe mày mà. Thì Yên Minh là một người bạn thế nào? Không, nói chung là bản tôi không nhớ. Được Nga tôi cũng được melody rồi. Tôi nghe 2-3 lần rồi tôi không nhớ, nhưng mà vấn đề là bạn này cái giọng hát rất là hay, rất là hơi nhiều, nghe giống Mr. Siro. Thì các bạn này là Mr. Sikawe. Ôi bác xe nó ghi là Mr. Suy thái kinh tế. Mr. Second Hand. Thì đó nói chung là bây giờ nó lại cái tên bác nè. Sẽ có người tốt hơn. Đúng rồi, sẽ có người tốt hơn và ảo thật đấy nha mọi người. Bây giờ mọi người ok đi. Ok xong vậy tôi mới thực hiện lời hứa, không thôi không có thực hiện lời hứa. Đâu ra cái lời hứa này phải đi hứa mà. Ờ ha, biết đi hứa mà. Không nhưng mà được cài view 20.000 view. Bây giờ 20.000 view mà nhân 10 lên là 200.000 view trong đêm rồi. Nhân 10 20. Ấy, nhân 10. Phải lên tập 7 quá. Ok chưa? Ok chưa? Okay. 10 triệu tiêu mà làm MV nhá, hứa nhá. Làm. 9 triệu tư rồi mọi người ơi, còn 600 nữa thôi là hai người đó làm MV với nhau đó. Tôi phải đi rồi xong rồi mới thấy cái gì đúng không? Thấy cái gì rồi? Bà kia cầm nha. Báo nữa. Báo rồi. Thôi mọi người đi. Mọi người đi. Đủ 10 triệu đã. Sắp 1 triệu chưa? Bảo các bạn là bị giới hạn đi. Sắp phải kìa. Hạn chế rồi. Bị hạn chế rồi. Tại vì bọn mình đang lỡ đi ngồi uống gì? Ngứa mạch. Vì mọi người ở đây muốn gì hả? Không sập đâu. Mọi người không cho tắt, không sập đâu. Nói chung là ngày mai coi tiếp. Cũng muộn rồi mọi người cũng nghỉ ngơi nha. Cảm ơn mọi người vì đã phun theo dõi chúng mình. Mai 4 giờ lại gặp chúng mình tiếp nha mọi người. Mai 4 giờ trên lớp học ở Mỹ nha mọi người. Còn 200 mét, 200 50.000 người, cảm ơn mọi người vì đã yêu quý mình. Rất cảm ơn mọi người vì đã. Mọi người kêu đợi 10 mét, đã còn 100 nữa thôi. 10 mét mà 10 triệu á. Chiều mọi người ạ, 16 10 triệu giờ. Anh tạo dáng đi, đi làm em gì nào. Thôi tối về làm luôn đi Mai Đăng. Thôi về quay luôn đi. Bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon. Hi April, thank you April. Hẹn mọi người 4 giờ chiều ngày mai nha. Hi. Bye. Thank you guys. Yeah. Thank you.